thì có gu hơi mặn. Em thích mấy anh to to tròn tròn ôm cho nó ấm. Nên là em thích liền. Được cái ảnh nói nhiều với lại là ảnh cũng kiểu hài hước đó chị. Nên là em cũng thích. Nào cũng vậy. Đâu có tiền đâu rồi ngủ ngoài đường luôn. Nằm ngoài chắc cái bến xe buýt á. Khi dù có tiền thì mình đi vào những quán cà phê, những cái tiệm game. Các anh chờ nó xong rồi mới về đó hả? Dạ đúng rồi. Không, tại vì đâu thể nào đi về được. Đi về xong rồi quay đầu xe lên. Vậy mới nói. Nằm ở xe buýt đợi vậy hả? Dạ. Lúc đó có những người ta ghé lại, người ta còn tính cho tiền em mới chứ. Ông cũng kiểu như cũng hơi đàn bà. Cũng hơi đàn bà chị. Anh hôn lại chồng chị Vân. Trước khi mà chúng ta vào cái chuyện mà thăm hỏi đó, thì em xin chia sẻ với chị là em có hai cái sự thảng thốt. Đó, thảng thốt là bởi vì một cái chiều cao của anh chồng. Và cái thứ hai nữa là cái mái tóc. Ấn tượng quá. Trong khi em dư giả mà người ta thiếu thốn quá. Thiếu hụt quá. Mái tóc này là mới cắt lên Nam Giang trình hay sao vậy? Dạ, mới cắt tức thì luôn. Và chị Vân nói vậy thì anh sợ anh Thuận anh buồn. Nhưng thật ra em cắt chung chỗ với anh đó. Ủa phải không? Dạ, em cắt chung chỗ với trời. Dạ, cái này là do anh đạo diễn của chương trình. Là em cũng lên em bày tỏ là do sáng đi xa quá, đường kẹt xe, thành ra là không có chỗ cắt tóc kịp. Cái vô đây cái ổng bóc em xuống dưới ổng cắt luôn. Đạo diễn chương trình ổng đã từng cắt cho em đúng không? Đúng rồi, ổng mới cắt cho em với cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà vừa rồi nè. Ôi mời hai em giới thiệu về mình nào. Dạ em tên là Vũ, Lâm Sơn Hoàng Vũ. Em thì 28 tuổi và hiện tại em đang làm YouTube. Dạ. Anh nhớ Vũ rồi. Dạ. Chuyên môn kể mấy cái chuyện ma. Đúng không? Dạ. Biết sao? Trời ơi con tôi á, nó hay mở chuyện ma lên mà nó nghe được chưa đầy một phút nữa là nó tắt rồi. Vậy là thành công rồi. Đúng rồi, nó chùm mền lại cái xong nó nghe ghê quá rồi nó tắt. Rồi còn em. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Thi, tên em hơi dài, Đào Vĩnh Ngọc Tài Thi. Đào Vĩnh Ngọc Tài Thi. Dạ nó hơi trái ngược với chiều cao em chút xíu. Trái ngược với chiều cao. Dạ em thì lớn hơn chồng em 2 tuổi. Em năm nay 30. Dạ công việc của em là bán hàng online, em bán quần áo chuyên về thời trang nữ và em cũng có shop gần ở nhà. Dạ em đoán nè, đoán đi. Mà bán online xong em nguyên một ngày mệt quá rồi, bán mệt quá rồi, tối là phải mở chuyện ma nghe. Vô tình nghe chuyện ma của ông này cuốn hút quá, vô tự comment, tự làm quen rồi cua ổng luôn, đúng không? Dạ không. Nói chứ hai đứa quen nhau làm sao? Em với vợ em là quen nhau qua một cái app. Nó không phải là app hẹn hò như bây giờ, mà kiểu như những cái app đời đầu ấy, app mà lắc ra những cái bạn gái gần nhà đó. Dạ. Thì em có lắc ra được bạn này. Dạ, hai đứa cũng gặp nhau rồi từ từ cũng quen biết và tìm hiểu. Nhưng mà em lắc ra một cái là em nhìn khuôn mặt bạn này vậy là em có Kết liền không? Hớp hồn liền không? Cái lúc đó thì ấn tượng của em là em nghĩ là chắc cái bạn này sẽ cao lắm đây. Còn về cái ngoại hình thì thật ra cái lúc đó em nhìn như vậy rồi em cũng thấy ok thì cũng, dạ. Gương mặt cô này là lên hình là hơi bị đẹp đó nha. Dạ. Còn em thì sao? Em gặp bạn này lúc bạn làm quen thì em thấy bạn sao? Em thì có gu hơi mặn. Em thích mấy anh to to tròn tròn ôm cho nó ấm. Nên là em thích liền. Được cái ảnh nói nhiều với lại là ảnh cũng kiểu hài hước á chị, nên là em cũng thích. Tại dân blogger mà. Nhưng mà lúc đó là ảnh chưa có cái nghề gì là gọi là ổn định hết. Đi bán bánh tráng ở ngoài đường nè. Tại vì gia đình chồng em là xuất thân từ kinh doanh buôn bán ngoài đường thôi. Nhưng mà em coi cái avatar là em nhìn thấy là thấy đáng yêu mũm mỉm mà đúng. Dạ, như là mình mũm mỉm. Cho nên cái chuyện mà hai bạn mà gặp nhau ở ngoài thì chắc chắn rằng là cũng sẽ là ấn tượng hơn. Dạ, chứ không có bị cục hứng đúng không? Dạ cũng hơi bất ngờ. Ảnh thì ảnh nghĩ là em cao nhưng mà thật ra nhìn ở ngoài thì lùn quá, mà hồi đó chưa sinh con á thì em còn ốm, em nhỏ con hơn bây giờ nhiều. Dạ thì chắc ảnh cũng hơi sốc. Dạ chắc phần 1/3 chứ không tới phần nữa. Thế còn Vũ thì sao? Dạ em thì lúc đó em gặp như vậy thì em lúc mà em ngồi đó cái chỗ nó cũng vắng lắm, nói chung là nó cũng hơi nghĩ như tâm linh như cái nghề. Chỗ đó hơi tối, cái em quay và em thấy bả chạy tới, bả chạy một chiếc Attila đó, trống chân cũng tới vậy, cái cây hai chân cứ bơi vậy nè. Cái ủa gì kỳ vậy ta, em nhớ trên hình mình nhớ cũng cao lắm nha. Thôi kỳ vậy, nhưng mà nó hơi giờ không lẽ giờ mình đàn ông, không lẽ giờ mình chê liền vậy. Mình cũng vui vẻ rồi sau đó bắt đầu là cũng dẫn đi chơi, đi ăn, đi uống này nọ từ từ. Nhưng mà nói vậy thôi chứ nghe qua có vẻ là em để ý bề ngoài, nhưng mà thật ra không có. Em kiểu như là em cũng khai thác bên trong. Đó, và lúc đó em thấy vợ em thời điểm đó cũng có cái nội tâm bên trong.
giải quyết được những cái vấn đề mà em cũng đang khuất mắc á. Đó thì mới rồi hai đứa cũng thấy hợp nhau rồi từ. Bây giờ là chồng em nhìn lớn hơn em, nhưng mà trước đó khi mà hai đứa quen nhau á là trẻ trâu lắm. Lóc chóc lắm đúng không? Dạ lóc chóc, kiểu gọi là du cô. Giang hồ luôn á. Em nghĩ lúc đó là không tới xa đâu, kiểu như là nói chuyện hợp gu thì có thể là nói chuyện vui vẻ vài lần thôi, chứ không nghĩ là tiến xa. Nhưng mà dần dần rồi mới biết được con người bên trong của ảnh. Mặc dù ở ngoài là ảnh cũng hơi lóc chóc, nhưng mà ở trong là chững chạc lắm chị. Ảnh thì được có chí lắm. Ảnh như ảnh muốn là lo cho gia đình sau này phải có công việc ổn định nè. Với lại em không biết có nghịch lý không, mà khi mà hai đứa thường thường con gái mà gặp con trai mà thì muốn con trai bao mình. Nhưng mà em thì có suy nghĩ ngược lại nha. Em gặp ảnh thì đi đâu là cũng cưa đôi hết. Ảnh là rõ ràng, kiểu như tiền bạc tình cảm rõ ràng. Đâu bây giờ kể cái lần đi chơi đầu tiên của hai đứa đi. Lần đầu tiên là hẹn nhỏ, cũng hẹn nhau ở đâu? Dạ nó cũng tâm linh chút xíu. Đúng rồi, tâm linh hả? Dạ em mới nói kiểu như là đi hội chợ chơi. Cái mới cũng vui thôi, hội chợ cũng đông người cũng sao. Nhưng mà lúc đó thật ra là mẹ của vợ em lúc đó là có làm ở trong một khu đó là Lắng Leo Bầu Cò ở trong Bình Chánh. Dạ dạ. Thì có nghĩa là trước đó là đã có hội chợ đông vui lắm. Nhưng mà tới lúc mà em gặp vợ em thì nó đóng cửa đến giờ đi rồi mà bà không có biết. Cái bà lại tưởng là trong đó còn đông vui, bà đổ em vô mà cái con đường nó vô đó nó tối thui rồi. Nó ghê lắm, hai bên đồng cỏ rồi mà cái đèn xe nó không có đèn đường luôn. Em đi vô em nghĩ trong đầu. Chuyển nhầm giống như em đang kể chuyện ma. Đúng rồi, em nói theo cái chuyện nhầm đó bắt đầu. Thì cái lúc đó đó, cái lúc mà em đi vào đó cái em nghĩ trong đầu cái thì đương nhiên có hai vấn đề xảy ra. Một là cái cô đi trước mặt mình không phải là con người. Tại vì cái con hổng cẳng Attila đó. Trong cái nhưng mà lúc đó em nhìn xuống ngoài hơn đó là ánh trăng nó sáng. Mình nhìn mình thấy được có cái bóng. Mình nghĩ, à, con người có bóng là con người. Nhưng mà nếu mà là con người á, không mang gái nào mà dẫn thằng đàn ông đi vô cái đường nó vắng hết trơn. Vậy là cướp. Đúng không? Mình suy nghĩ ra liền. Lúc đó thì em cũng điện thoại, tay ga, nọ đồ cũng đầy đủ lắm. Cái lúc đó em mới chạy lên kêu thôi chắc trong đây không có gì chơi đâu. Thôi vòng ra, lúc đó chắc vợ em cũng biết là bị hố rồi. Cái vòng ra bắt đầu là hai đứa mới đi ra ngoài cây gõ để mà ăn cơm. Và cái lúc đó em cũng ấn tượng với vợ em cái là lúc đó mình ngại lắm. Mình mắc cỡ mà. Cái mình ngồi mình ăn cơm mình cứ bấm điện thoại vậy nè. Cái bà mới nạt em, bà kêu mà lúc đó mới gặp nhau thì bà nạt em nói mấy ăn cái điện thoại luôn đi hay là nó dán cái điện thoại vô mặt luôn đi. Trời ơi, ấn tượng rất cá tính. Rồi sau cái đêm đó thì là đến khi nào thì Vũ mới tỏ tình với cô ấy? Thật ra nếu mà nói tính đúng bây giờ luôn á, từ thay vợ chồng em cưới luôn rồi thì em thường những cái lời đó thường là chỉ qua những cái dòng tin nhắn. Chứ em cũng chưa thật sự đúng bây giờ em cũng thừa nhận là em không có đủ cái sự can đảm để nói cái lời ở đây với vợ em, mặc dù là đã vợ chồng rồi. Nên nếu mà gọi là tỏ tình để mà quen nhau thì cũng không có luôn, với lại cứ đi chơi dần dần rồi em đưa rước đi học, ngày nào cũng chở khoảng cỡ 30-40 cây, đi về là cũng gần 100 cây. Trời gì dữ vậy? Dạ thì em ở trong Cầu Sáng Bình Chánh mà đi học, bà đi học mày Sở Thú á, thì ngày nào cũng vậy. Đâu có tiền đâu rồi ngủ ngoài đường luôn, nằm ngoài chỗ cái bến xe buýt á, cái dù có tiền thì mình đi vào những quán cà phê hay là những cái tiệm game. Lại ngồi chờ nó dạ, học con, xong rồi, dạ, rồi tại vì nó về đó hả? Dạ đúng rồi. Biết không? Tại vì đâu thể nào đi về được. Đi về xong mà quành đầu xe lên. Thì bởi vậy mới nói. Bởi đó mọi người nằm ở xe buýt đợi vậy hả? Dạ. Cái lúc đó có những người ta ghé lại, người ta còn tính cho tiền em mới chứ. Bao lâu cái thời gian đó? Dạ, tầm tới khi mình cưới luôn á. Đúng rồi, tới khi vợ thôi. Cưới luôn mà. Quen nhau như vậy á, thì đến bao lâu thì em có qua bên nhà ra mắt ba mẹ vợ tương lai không? Dạ có. Cái lúc đó em cũng đem một cái giao diện của một cái lung manh này nọ đồ á. Gia đình mà em thấy ảnh làm sao? Ban đầu là cũng khó khăn lắm á anh chị. Em làm văn phòng thì tất nhiên chồng của em cũng là kiểu lịch sự, sơ mi trắng, sơ mi trắng bỏ quần. Dạ đúng rồi. Gia đình em thì muốn như vậy. Thấy ông này cũng vỡ mộng rồi. Mộng trận. Dạ. Là ba mẹ em lúc cũng có cái giới hạn với ổng. Em biết cái điều đó không Dũng? Ban đầu cũng không muốn tụi em tiến xa đâu. Em cũng biết chứ. Ví dụ như những chàng trai khác thì sẽ ngại ngùng sẽ sau đó, còn em thì em cứ em biết là như vậy rồi nhưng mà em vẫn cứ đúng vậy thôi, em cứ đúng bản chất mình thôi. Với lại mưa dầm thấm lâu nữa em. Dạ dạ. Đúng không? Sau bao lâu thì bên gia đình em mới có thiện cảm với Vũ? Em nghĩ là tới bây giờ sau khi cưới luôn, khi mà tụi em có công việc ổn định rồi, ba mẹ em yên tâm rồi á. Thì lúc đó mới là gọi là thuận thảo, mới là đây là chàng rể của tôi đó, đúng không? Rồi thôi bây giờ chúng ta đến cái chương khác đi chị ạ. Đúng rồi. Dạ. Cái chương mà cái chương này chắc em thích lắm đúng không? Dạ. Cái chương mà kể tội đó, kể tội đó. Dạ. Em kể trước đi. Dạ. Sao? Giờ, anh ấy có tật xấu gì không? Anh Thuận thử đoán xem. Với cái bề ngoài như thế này nè, ảnh có tật xấu như thế nào? Em che giấu tốt lắm. Chắc
Chắc đoán cũng bày hay lắm nè. Lần đầu tiên ông mụ làm ông thầy ngon lành vậy. Trời đất ơi, chứ đoán không bao giờ trúng cái gì trơn trời. Đó, cỡ nào, cái chuyện nhỏ nhặt như vậy á. Như là đi toilet nè, chân thì đi ngoài đường, đi chân đất á chị. Không có đi chân, không mang giày đâu. Đi chân đất vòng vòng ngoài đường xong rồi đi vô toilet là coi như là đen thùi lùi. Em chùi một ngày mà cả trăm lần không sạch đó chị. Rồi đi vệ sinh cũng tùm lum á cho nó luôn. Ở giờ khui tiếp đi. Thánh hối luôn anh chị. Thánh hối dữ lắm. Hối không? Dạ. Hối hối mà cái gì liên quan tới việc của ổng á, ổng gấp á là ổng hối mình. Còn việc của mình á kệ mình. Là lề mề. Là kệ mình đúng không? Dạ. Như vậy rồi là... hối. Thêm một cái thứ ba nữa là cũng liên quan cái thứ hai luôn á chị. Là sao? Là ổng thì ổng mê mô tô lắm. Mê tốc độ, mê mô tô. Mà cái gì mà liên quan hình vợ dắt đi coi xe ngày hôm nay này kia là thức sớm lắm chị. Thức sớm lắm đi. Dụ mà đi mà ổng hay đi xe hơi chở em đi mà đường nào mà quẹo không được đồ này kia là cứ liên quan tới mô tô là cỡ nào cũng vô được. Còn dụ như em mà thích món ăn gì hay này kia thôi, đường đó xe đông lắm, kẹt xe lắm, đi không chỉ được. Chỉ nghĩ cho mình mà không dạ, nghĩ cho người khác. Nghĩ tới mình mà không nghĩ tới người khác. Đó. Dạ. Dạ. Mà thêm cái này quan trọng hơn là cái tật mà khi mà đói á, xấu lắm. Xấu đói. Đói, đói. Đói, đói xấu mà em làm không kịp luôn. Má chồng em mà công nhận điều đó là vợ đói bụng quá, đói quá rồi là em bắt đầu xuống là nấu liền. Cái gì nấu cũng được hết là em, nhưng mà em nấu chiên trứng rồi mình chiên trứng chưa tới 5 phút nữa mà ổng xuống không có ăn, ổng khổng không ăn luôn. Giận luôn á. Giận không ăn rồi ăn cái gì để cho đi ra ngoài kiếm gì ăn, như dằn mặt em á, giống như làm lâu quá dằn mặt em là ăn nước tương ăn cơm không vậy. Rồi có la em không? Chửi em dữ lắm, la vậy. Chửi em dữ lắm, la vậy. Thấy thường mà em nói nặng thôi chứ cũng không phải là chửi la. Rồi giờ em mong muốn Vũ thay đổi điều gì? Thêm cái nữa là ổng hút thuốc nhiều quá. Thêm thật xấu nữa. Dạ, anh hút thuốc rất nhiều. Hồi trước khi mà quen em á là ổng hạn chế nha, như là ổng hút bỗng lén, nhưng mà từ từ như em thông cảm em hiểu á thì cái giống như là thừa nước xông lên. Đúng rồi, như thừa nước được thả câu. Đúng dạ. Rồi. Đó, bây giờ em muốn là... thay đổi điều gì nhất? Chỉ hút thuốc thôi đúng dạ, không? Chỉ có hút thuốc là đúng quan trọng nhất và liên quan tới sức khỏe. Bớt gây chuyện đúng không? Ổng cũng kiểu như cũng hơi đàn bà. Cũng hơi đàn bà. Cái lộn, mỗi lần cái lộn với ổng á, ổng dùng lời nói em thì em không dùng lời nói được, như là anh chị tiếp xúc em nãy giờ em nói chuyện cũng không có khéo, nhưng mà ổng là nói chuyện dữ lắm mà em cãi lại, giống như em cãi đi em đúng rồi em thành sai đó. Tại ta dân đường phố mà hay lắm. Không phải bị gì, ta dân YouTube mà ta kể chuyện ma thì ta cũng phải, trời ơi nhiều khi á ông ứng bà hành ha em ha, cái câu chuyện là vậy, nhiều khi cái mình hứng cái lời văn vẽ đâu cái nó ập về cái mình kể thì đó thôi, nhưng mà bây giờ mong muốn hút thuốc. Dạ đúng dạ không? Hút thuốc lại okay. Tại vì giờ chồng em cũng là trụ cột rồi, đúng rồi. Về cả về vật chất và cả về tinh thần nữa. Đúng rồi. Dạ, giờ là có con gái nữa. Rồi bây giờ tới em đó Vũ. Tới với em là dạ em tuyệt vời rồi. Bạn nào? Ôi đáng yêu quá vậy. Dạ thì nếu mà để ráng ngồi kể thì cũng kiểu như anh Thuận nói là cũng càm ràm. Tuy nhiên thật ra càm ràm cũng là do em mới càm ràm. Đó rồi ví dụ như là về vấn đề về toilet, nói em bày hài thì em có thể nói ngược lại là dạ em quá sạch sẽ. Đó, cũng hay lau dọn nha mà nó bóng sáng thì thôi. Như vậy thì cũng xuất phát từ em. Vậy thì em có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Cái này á em nói kiểu như là em không có mong muốn vợ em, và em biết chắc chắn luôn vợ em cũng sẽ không mong muốn thay đổi gì cả. Chỉ là ngoại trừ cái gì thuốc lá hồi nãy thôi. Tại vì vợ chồng có quan niệm là hai chồng mình tới 70-80 tuổi luôn vẫn là một cái sự trải nghiệm. Không cần thay đổi gì cả, cứ từng năm từng tháng kiểu như là thay đổi theo chiều hướng tích cực thôi, đừng có phải tự nhiên bị xấu xí quá thôi. Chứ còn em vẫn sẵn sàng đón nhận những phiên bản của vợ em. Trước sanh, sau sanh, rồi lớn lên, rồi 30-40 gì đó. Thì mình phải trong cái tư thế sẵn sàng đón nhận những phiên bản của vợ mình. Tạo được niềm tin. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Thật ra là với bản tính của bạn này thì anh chắc chắn rằng là bạn ấy sẽ rất là bảo vệ em. Bảo vệ em. Với một cái người bản tính mà nóng tính mà còn đụng chuyện là phải nói. Nhưng mà bên trong ở sâu thẳm là một người đàn ông rất là chính trực. Tình cảm lắm nè, chị nói thiệt đó. Bạn này á rất là tình cảm. Anh chúc cho hai đứa công việc luôn thuận lợi. Và cứ thương nhau, cứ yêu nhau như thế này mãi mãi nha. Cảm ơn anh chị. Rồi, xin hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em là Phạm Quỳnh Tấn Phát. Năm nay em 29 tuổi, em là phó chỉ huy quân sự phường. Còn em? Em tên là Nguyễn Thị Phương Thùy. Năm nay em 24 tuổi, em làm giáo viên âm nhạc cấp 2. Một người thì làm giáo viên âm nhạc chắc có lẽ là đang luyện thanh, và anh chỉ huy anh đang đi ngang nhà anh nghe và anh vô anh cua đúng không? Dạ không ạ. Cái cuộc gặp gỡ của tụi em rất là tình cờ và bất ngờ lắm.
Em trai của vợ em á là tham gia lực lượng dân quân. À. Thì em là chỉ huy của em trai vợ em. Ừ. Thì em cũng là tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thì trước khi em lên đường á thì cũng có mời em là chỉ huy xuống nhà rồi dùng bữa cơm trước Tết trước khi em lên đường. Rồi thì cũng vô tình gặp được vợ em. Đi ngang qua lúc đó cũng mặc cái quần đùi. Rồi chân cũng quá dài đi. Em mới thấy vậy mới phát ngôn ra là chân dài dưới ta. Thì vợ em mới thấy vậy quay qua liếc em. Anh này vừa vô duyên mà vừa xấu mà còn hay để ý nữa. Em thấy là khó chịu rồi đó. Vậy thì cái ấn tượng ban đầu tức nghĩa của em là về cặp chân của nàng. Dạ. Nghĩa là ấn tượng đẹp đúng không? Dạ dạ. Còn ấn tượng của em á về anh này á là ấn tượng xấu rồi không này? Vừa xấu trong mà xấu ngoài nữa, có nghĩa là nhìn vô ổng là thấy ổng xấu nhất nhì Đông Nam Á rồi chị không nói. Rồi bây giờ cuối cùng là ai là người để ý ai trước tiên? Em để ý vợ em. Thì trước khi về thì em mới đại diện cho nhóm thì là ra chúc Tết cho người lớn trong gia đình thì có mẹ vợ em. Thì lúc đó em kêu đại làm má luôn, ban vô làm liều luôn. Cái chúc Tết xong rồi cái má lấy lì xì, nói thôi giờ má khỏi lì xì con, má lì xì con số điện thoại cho con gái má đi. Thấy cái bộ chuyện tình của tụi em cũng khá suôn sẻ ha. Dạ. Bao lâu thì làm đám cưới? Khoảng 1 năm rưỡi. Em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ mới được 6 tháng thôi anh. Vậy thì hai bạn cưới nhau thì có gì đêm tân hôn vui không? Đó khai luôn cho rồi đi. Trước lúc cưới thì em cũng chuẩn bị phòng ốc đồ, mình chờ cái đêm đó cũng lâu lắm rồi. Đêm tân hôn thì như anh chị biết á là ảnh là chỉ huy rồi, là anh cứ kêu nằm xuống. Trời, chỉ huy chuyện đó luôn hả? Dạ. Xích vô. Nằm xuống. Xích vô. Trời ơi, tao nói làm chuyện ấy mà ra khẩu lệnh chứ. Rồi. Giận chú. Giận chứ. Sao rồi sao? Rồi chuyện diễn ra bình thường. Nhưng mà có suôn sẻ không? Ban đầu thì gặp trục trặc một chút vì chưa có ai hiểu ai hết. Dạ. Ủa nói nghe nè. Sao ở ngoài bên ngoài á là tại do công việc của bạn thì bạn vậy, sao về nhà không xả đi? Không xả mà lãng mạn chút xíu đi mà. Em thì cũng muốn lãng mạn lắm nhưng mà nhiều lúc nghĩ đó mấy nói mấy cái câu mà lãng mạn nó không được. Dù như việc làm á thì em làm được, còn mà lời nói thì em nói không được. Không, bây giờ chị chỉ em cách này. Ngày hôm nay ở đây em làm sao để vợ em cảm nhận được rằng á là em yêu vợ em vô cùng. Dạ, cỡ mọi người ở đây cho em tràn pháo tay để lấy tự tin nha. Cá liền. Giờ dạ đứng lên đi, anh phá lại bữa. Đúng rồi, hay quá. Hôm nay trước mặt chị Hùng Vân, anh Quốc Thượng và khán giả cũng như chương trình, anh xin lỗi em vì nào giờ chưa nói được lời yêu em. Anh rất là yêu em. Trời ơi, hay quá. Ngồi nói nghe nè. Em trẻ, dạ, tươi, xinh như hoa vậy. Ổng có ghen không? Dạ không. Không ghen. Em ghen ngược lại. Ủa sao kỳ vậy, Sao nhiều cái cặp này vui quá ha. Ghen gì? Ổng đi làm trong cái môi trường của ổng, cái đàn ông không mà em ghen gì? Ảnh làm trong môi trường của ảnh nhưng mà khi mà ra ngoài thì rất là nhiều con gái bu quanh ảnh. Em không biết ảnh bị gì mà người ta bu dữ nữa. Có không? Dạ cũng có. Dạ trước lúc cưới á thì em có một nhóm em lận, em gái không mà thì cũng hay đi chơi. Rồi sau này cái gặp tụi nó thì lúc quen vợ rồi cưới nữa thì cũng ít gặp. Tụi nó mừng quá thì mới gặp lại anh Phát, lâu ngày mới gặp anh. Thì chạy tới rồi nắm tay, nắm chân rồi ôm này nọ mà vợ mình đứng kế bên nữa. Không phải là người ta chạy tới ôm ảnh mà là ảnh chủ động. Cứ vậy nè, đưa tay đây nắm coi. Lại đây ôm coi, đó vậy đó. Có vợ mình đó luôn. Dạ. Tức là lần đầu tiên gặp là làm vậy, rồi lần thứ hai có làm vậy nữa không? Dạ, lần thứ hai thì không có làm nhưng mà em thì em cứ nghĩ tới cái hình ảnh đầu tiên em thấy là như vậy. Nên em cứ để nhưng mà lòng. Cái chuyện đó nó cứ xảy ra liên tục không? Cũng có nhưng mà với người này người khác. Có lần nào mà nó thân tình hơn nữa không? Dạ có. Hôm đó là đi Vũng Tàu chung với một nhóm em thì em trong gái. Đó dạ bạn trai cũng có. Nhưng mà bé gái đó thì nó đang ngồi ở trên cái giường. Em thì ngồi kế bên ở chính giữa có cái khe. Cái ảnh đâu chạy vô. Anh nói tối nay anh ngủ giữa hai đứa, anh chạy vô anh nằm chính giữa. Quay qua thì thấy ảnh với em bé này đang nằm thì em thấy kỳ quá. Em mới sẵn đứng dậy, em vô toilet. Ngồi ở ngoài này không làm gì? Nghĩ là có vấn đề rồi. Em mới chạy vô giải thích với vợ. Nói cái chuyện đó là không có gì đâu. Anh với bé đó như là anh em cách nghĩa vậy đó. Thân nhau lắm, anh em ruột thịt chứ không có bao giờ mà có chuyện đó. Nếu mà anh có cái gì đó thì không bao giờ anh làm trước mặt em. Em thì không tin vậy. Nhưng mà tôi cũng đang suy nghĩ tại sao
ở bên này không nằm mà lại nằm ở chính giữa. Ừ, một bên là vợ, một bên là em gái. Thôi chứ em cũng không có suy nghĩ gì. Nhưng mà em cũng biết là trước khi mà quen em thì ảnh chở cái bé em gái đó đi chơi. Những khi mà buồn bé đó không có chở bé đi được là ảnh chở. Thôi đến mức mà đi ăn một quán bánh mì mà cái bà bánh mì đó tưởng là ảnh với bé đó là bồ của nhau. Đến khi mà quen em thì kể cho em nghe, thì em nghĩ cái chuyện đó chưa có đến nỗi nào. Cho tới lúc mà em thấy được cái cảnh đó, em nghĩ là chắc trước đây có cái gì rồi, nên ảnh mới tự nhiên tới như vậy. Tại vì bạn trai của con bé đó là cũng là anh kết nghĩa của em, rồi con bé đó cũng là em kết nghĩa. Ba anh em thân nhau lắm, nhưng mà vợ thì mới vô thì không biết. Về cứ cằn nhằn em mấy bữa liền, khó chịu luôn chắc. Bây giờ em vẫn còn khó chịu. Dạ em vẫn còn. Tới bây giờ em vẫn còn khó chịu. Dạ khó chịu bởi vì lúc mà ảnh tranh luận với em cái vấn đề đó, ảnh có đưa cái tay lên ảnh làm như vậy nè. Em mà nói tiếng nữa là ảnh tán em đó. Có bao giờ em bị ảnh tán chưa? Em thách ảnh, anh quýnh em đi. Mà ảnh không quýnh. Nhưng mà em tranh luận cách của em như thế nào? Em nói với ảnh là nếu mà anh với cái chị đó có như thế nào thì mới thân mật đến như vậy chứ. Tại vì trước giờ anh với chị đó có chở nhau đi chơi, em cũng không thấy được cái hình ảnh đó. Nên bây giờ cái ấn tượng đầu tiên là em chỉ nhớ mãi thôi. Còn nếu mà anh muốn em hiểu rõ hơn thì anh phải cho em thời gian, hoặc là mối quan hệ của anh với chị đó phải xa xa một chút để em có thấy được cái sự thật lòng của anh đối với em trong đó. Nhưng mà ảnh nói thì ảnh toàn nói cái suy nghĩ của ảnh nè. Ảnh bác bỏ cái suy nghĩ của em đi. Tức là em biết là chồng em đến với em á là khi mà chồng em còn trinh nguyên không? Em có biết điều đó không? Dạ biết. Trong đầu em thì em lại nghĩ rằng chồng em với cô kia là có vấn đề gì rồi. Dạ. Nó là mâu thuẫn không? Dạ trinh nguyên khác, mà còn cái vấn đề gì là em nghĩ chắc cũng hung hay là cũng ôm vậy đó. Tức là không có muốn chồng mình đụng vô bất cứ một người con gái nào ngoài mình, cho dù đó là tình cảm gì đi chăng nữa. Trong dạ, cái câu cũng không này có đến mức đó. Thực ra chị thấy như vậy, ông xã chị cũng có những cái mối quan hệ như vậy, có những cô em gái. Đó là những mối quan hệ xã hội mà mình không thể không có được, nhất là với cái công việc nghề nghiệp của chồng em. Nếu như chồng em có chuyện gì với cô đó thì nó đã có rồi. Nhưng rõ ràng khi chồng em đến với em là không có. Giống như bây giờ tất cả những mối quan hệ của ông xã chị với những người em gái, mà rõ ràng nếu mình mở cái lòng mình ra thì mình sẽ thấy đó là tình cảm anh em. Nhưng mà nếu mình không mở lòng thì mình sẽ thấy khó chịu. Đó là cái khó chịu bản năng. Nhưng em phải có một chút lý trí trong cái việc này. Em hiểu gì không? Còn về phần em, để tạo lòng tin với vợ em, em gái là phải ra em gái. Hồi lúc em chưa có vợ không sao hết, nhưng khi đã có vợ rồi mình phải ý tứ trong cái mối quan hệ của mình. Cái đó phải rõ ràng. Mà ông xã chị tuyệt vời trong chuyện đó. Bằng kinh nghiệm của chị truyền cái kinh nghiệm của chị cho em. Và bây giờ cái mối quan hệ của những cô em đó đối với chị vô cùng tốt. Đó, thì chị chỉ mong rằng là hai bạn cố gắng làm cái điều đó. Đó là cái lời gọi là chia sẻ chân thành nhất bằng cái kinh nghiệm của chị. Nghĩa là một bên mở, một bên đóng. Đóng chút xíu, mở chút xíu. Đúng không? Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Kính thưa chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và cùng thể khán giả của vợ chồng Son, em tên là Nguyễn Văn Sơn. Năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại đang là quản lý vùng bên thức ăn gia súc. Bên công ty Farmland các gia súc. Sơn năm nay là 27 tuổi hả? Dạ đúng rồi. Quê đâu? Nhà quê đâu? Quê em ở Bình Phước á. Nhà hiện tại là cũng Bình Phước luôn. Dạ đúng rồi. Em ở Bình Phước lên đây đó hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Rồi. Tới em. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả đang xem đài. Em là Phạm Thị Quỳnh, năm nay em 21 tuổi, em là vợ của anh Sơn. 21 tuổi, dạ. Là hai chồng đang sống ở Bình Phước. Dạ đúng rồi. Quỳnh làm gì? Dạ em hiện tại là em đang ở nhà nội trợ thôi ạ. Ở Bình Phước, ở mặt quen quen nữa. Đúng rồi. Như nó có liên quan gì đến một cái việc gì đó, nó có rất một là cái gì đó nổi tiếng lắm nè. Nổi rần rần thời gian gần đây nè. Ai kể? Đúng không? Tụi em có thể... bé đang có bầu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Sao chia sẻ anh nghe cái câu chuyện cái vụ gì mà liên quan tới bầu á? Bầu bị hả? Sao em? Dạ anh kể đi anh. Sơn dạ kể. Là ngày 17 tháng 3 vừa rồi đã có một xảy ra cái vụ việc, đó là khu vực của em là thuộc xã Thanh Lương, có cái một cái vụ việc đó là trộm vô nhà đột nhập. Trộm xe, thì lúc đó là em với vợ em là đang mơ mơ ngủ thì mới đầu bật camera lên thì thấy trộm đã cưa cửa rồi. Thì trong cái tình huống lúc đó thì nó xảy ra nhanh quá, nó chỉ khoảng tầm 10 giây thôi, thì lúc đó là em mới nói là vợ ơi ăn trộm rồi, con trộm rồi. Thì lúc đó là vợ em mới nói là vợ ơi lấy cho anh cái con dao rựa, tại vì em biết là bọn nó đi là lúc nào cũng thủ nhiều đồ, mình cũng sợ lắm. Lúc mình ra mình cũng
chỉ muốn bắt được cướp thôi. Mình nhào ra cái mình tay không mình bắt cướp vào đó. Xong đến lát sau thì thấy vợ cầm cái rựa ra mà nhảy trên cái bậc tới cả hơn mét trời đó. Nhảy xuống như vậy cái. Dạ em coi lại video rồi em mới thấy chứ lúc đó em cũng không nghĩ. Dạ là bả ra tay trước. Dạ đúng rồi. Rồi, rồi sao thằng Trâm sao? Thì lúc đó thì em thì đang đấu đá với trộm á, thì lúc đó là vợ em mang rựa ra thì nó nhìn thấy rựa là nó sợ quá thì nó chạy. Còn lại hiện tại là ba người là đang chống trả lại em đó. Thì khi vợ em mang rựa ra thì lúc đó là nhìn thấy rựa cái là mấy bọn trộm cướp nó chạy. Nó bỏ chạy hết. Dạ đúng rồi. Đó bây giờ thực ra là khi coi thì mình đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ mình rất muốn nghe cái cảm xúc của người trong cuộc lúc đó. Có nghĩa là em nghĩ sao mà trong khi bầu bì như vậy, đúng không? Dạ. Mình đang bầu bì như vậy mà mình giác rửa. Bất chấp luôn, bất chấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó em nghĩ sao trong đầu em? Lúc đó em không có suy nghĩ gì, lúc đó kiểu như là mình cuốn quá rồi mình chỉ muốn là phi ra để đưa giúp cho chồng. Lúc đó kiểu như mình cuốn quá xong rồi mình quên là mình đang có bầu. Em không nghĩ tới mình đang có bầu. Chồng là một chống ba đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là xả thân luôn. Nhưng mà lúc đó em cầm rửa em có hét lên hay không? Dạ. Em có. Nhảy xuống em có vươn cái rửa lên mà em hét ra tụi bay muốn gì không hả? Dạ em chỉ kêu là cướp rồi. Dạ. Dạ. Nếu mà tụi đó mà còn chống trả nữa là anh hỏi thiệt nghe là em có xả tụi nó không? Chắc là xả. Xả chứ. Xả. Đúng rồi, xả chứ. Mà em ơi, bữa đó là một mình em quánh ba thằng hả? Dạ. Ba thằng. Sau đó mà có trúng đòn không em? Dạ không ạ. Khi em quật xuống một thằng thì nó liền lấy trong con dao nó ra một cái con dao đến khi thu lại nó là một con dao đa năng. Trời thì ơi. Nó đâm em một cái thì lúc đó em né. Thì lúc đó là cái mắt của em để ý một cái thằng thứ hai, khi em đuổi nó rồi thì nó lại cầm đá nó hộ tống cho cái thằng mà em đạp nó xuống. Thì nó cầm đá nó chọi em thì em mới né được hai cục đá. Đến cái thằng thứ ba ở ngoài thì nó cũng nhảy vô để nó cứu cái thằng thứ hai. Thì lúc đó là vợ em vừa kịp chạy ra thì ba thằng nó đều chạy. Trời. Còn một thằng đứng ở chờ thằng thứ ba chạy nữa. Dạ. là bốn thằng nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó không có vô. Dạ thằng thứ tư thì nó đứng trên xe để nó chờ cái thằng thứ ba để chạy đó. Không biết giờ bắt được chưa ta. Dạ cái này thì em cũng chưa biết nữa. Chưa biết là bắt được hay chưa nữa, nhưng mà sau cái vụ đó thì còn khoảng tầm gần chục vụ nữa lại xảy ra khu vực của em nữa. Dạ, chắc tầm là bốn cái thằng quỷ đó. Em nghĩ chắc là chỉ có hai người đó thôi. Vừa rồi xảy ra một cái vụ mà cũng tự như hai người đó cũng quay lên nhưng mà cũng bị mất xe đó, cũng ở khu vực trong thị xã của tụi em. Nguy hiểm quá. Nhưng mà em có học võ không Sơn? Dạ trước đây thì em học mà em cũng đang là giáo viên dạy võ. Trời ơi xui mấy thằng đó vô lộn rồi. Vô lộn nhà rồi. Qua chương trình này với qua câu chuyện này cũng mong là coi như là cơ quan địa phương hãy quan tâm và thậm chí cũng phải theo dõi để mà bài trừ cái tệ nạn này. Dạ. Mình biết chắc là chắc lẽ là cũng mấy thằng đó nó vòng để mà dạ, nó thực hiện mấy cái ví dụ đó thôi. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi. Bởi vậy cho nên là sau cái vụ đó đó bạn này bạn hát cái bài đó thấm đượm hơn cô bé 21 tuổi mà gan thiệt cầm rửa đó. Trong lúc mang bầu nhảy xuống từ trên cao 1 mét nhảy xuống đó, dơ rửa lên tụi nó bỏ chạy. Phụ nữ phải vậy hả, lúc chồng mình gặp chuyện gì là xả thân. Đúng rồi, gặp tôi cũng vậy. Chồng tôi mà bị cái gì cái nhà biết xả tay luôn tôi xả đi chứ. Xả trước nói sao chị Mô ơi, nói sao. Đúng rồi chứ giờ á. Thôi bây giờ chúng ta tạm gác lại cái chuyện gọi là rửa đó. Rửa dưới trộm chúng ta quay trở lại với câu chuyện tình yêu. Đó bây giờ sao nè, hai đứa nhau quen nhau nghe. Sao nè. Đó hồi em lần đầu tiên gặp cô em có ấn tượng có không đó Sơn? Thì em gặp vợ em á là lúc trước là gặp quen nhau trên Facebook, biết nhau trên Facebook. Em cũng đã biết vợ em khoảng cách đây mấy năm. Dạ không được một năm, không được một năm đâu ạ. Từ khi em cưới đến bây giờ mới được hơn một năm một tí thôi. Lâu quá chị ơi. Lúc mà khi mà vợ chồng em quen nhau là em đã biết vợ em trước trên Facebook rồi. Thì em có comment thấy xinh đúng không? Thấy xinh quá. Thấy xinh quá, em vô em có vô trong cái tường em xem, trời ơi bé này sao nó ngon quá. em mới vô nhưng mà em chưa có thích một cái gì hết, coi như là bên này chưa biết gì đâu. Xong đến mấy tháng sau em cũng có đăng cái đàn guitar lên nè, thấy bé nó thích mà đã kết bạn với nhau trên Facebook rồi. Nhưng mà thật sự là tụi em 20 mấy năm mà tụi em mới từ đó mới biết nhau là ở sát nhà nhau có khoảng tầm 600-700 mét là mới biết nhau thôi. Ủa em nhưng mà ai là người gửi kết bạn trước? Em cũng không hình biết như là đó, em vì... hình như là em ạ. Nhưng mà sao em lại chấp nhận không? Chắc lâu quá rồi em cũng không nhớ đâu em hồi đó em quên hả? Lúc mà mới có Facebook á, mở ra là lúc mình đơn thương độc mã trên bạn bè cứ là bấm vô kết bạn. Chắc là em. Cho nên mình đâu có nhớ được, không thể nào nhớ được. Nhưng mà em có vô nhà anh, em coi mặt anh không? Dạ không. Không. Hẹn lúc mà nhắn tin qua Facebook cho em rồi á, xong rồi kiểu cũng đòi xuống nhà chơi rồi gặp mặt nhưng mà lúc đầu em không cho.
đầu ông này nó chị lên thấy ghét đó, kiểu kiểu cứ ẻo lại ẻo lại là em không thích, xong không cho vô nhà. Cái khoảng 3-4 hôm sau á, cái canh em đi làm, thường thường em đi làm công ty là em đi làm rất là sớm, đi là từ lúc 5 giờ. Xong rồi chồng em mới kêu là để anh mang sữa rồi mang đồ ăn rồi này kia. Thường thường á là chồng em ngủ rất là trễ, 11 có khi 12 giờ là chưa thèm dậy đâu. Xong rồi lúc mà mới quen là 5 giờ sáng là dậy đem sữa đem đồ ăn đồ cho em để đi làm, đứng canh em ngay đường á. Xong rồi mới đưa cho em, xong rồi qua ngày hôm sau mấy hôm là em mới cho vô nhà chơi. Bình thường là 11 giờ mới dậy mà từ lúc biết là 5 giờ cúc cung tận tị. Trời ơi ông dạy gái quá vậy. Trời ơi gái này dạy là phải rồi, quá đáng yêu. Rồi sao đưa sữa như bao lâu mới quen được? Dạ đưa sữa thì khoảng tầm hơn tháng sau thì vợ em chấp nhận quen. Tại vì lúc đó là em cũng có ngỏ lời thì cũng tỏ tình đó, nhưng mà vợ em chưa chấp nhận. Đến lần thứ hai thứ ba, hình như lần thứ ba thì vợ em mới đồng ý. Nhưng mà cái lúc mà tụi em quen nhau qua Facebook á, rồi cái lần đầu tiên mà gặp ngoài đời á, là cái ấn tượng của em đối với bạn này sao? Lúc đầu là em cũng có một chút ấn tượng, nói chung là thấy anh này là đạp xe đạp đi thể dục. Là đi ngang qua cái đường như em, xong rồi lúc đó em vừa lấy xe máy em đi ra chợ mua đồ cho mẹ. Xong rồi gặp chồng em là chạy vô cái đường như em chạy ra thì hai đứa gặp mặt nhau. Thì em thấy anh này lúc đầu là cũng đẹp trai, thì là cũng đẹp nhưng mà kiểu không được men cho lắm á chị. Kiểu vậy, ý là dạy võ rồi đó. Dạ. Mà võ. Không dạy võ thì không biết làm sao. Võ chắc bà múa luôn. Dạy võ mà còn hơi mà liễu bạn này còn cảm giác là yếu hả? Ừ. Yếu hả? Nhưng mà em biết anh dạy võ không? Dạ không, lúc là em không biết. Khoảng một mấy ngày sau xuống nhà chơi xong rồi kể cho em rồi. Xong rồi kiểu ông mới kêu em là anh đi dạy võ, xong rồi em mới đi lên chuồng em xem. Lên xem coi là xem chồng em nói là có thiệt hay không. Thì đi lên là thấy là đúng là đang dạy võ thiệt. Là lúc đó mới tin là dạy, chứ còn ông nói là không thiệt, tin. Đúng không? Có tin dạ. Đúng không? Nhưng mà nè, dùng cái từ xuống á, thấy nó xa lắm. Tại vì em nói là cách nhau có 600 mét à. Dạ đúng rồi. Là qua chứ đâu phải xuống. Dạ, qua, đúng không? Đúng rồi. Qua qua nhà bên bạn gái, thấy gia đình bên bển thì sao? Dạ nói chung là lúc đầu á là thấy bố mẹ bên đó cũng thích lắm. Thích em à? Dạ thích, tại vì em lễ phép, với lại mình chung là mình biết cách đối xử với người lớn như thế nào. Nói chung là bố mẹ bên đó thích lắm, nhưng mà đến khúc gần cuối sau mới là không thích. Lý do? Lý do là em trước đây đã có từng có một đời vợ rồi. Dạ em quen được khi cưới là em cưới được chắc khoảng tầm một tháng sau là bắt đầu vợ chồng cũ của em là chia tay. Tức là mới cưới có một tháng là chia tay? Dạ đúng rồi. Ờ dạ. Chưa con cái gì hết? Dạ chưa. Tức là em đã coi từng như là một cuộc tình thôi. Thực ra nếu mà nói đúng ra vậy là như là một cuộc tình thôi. Dạ. Chỉ có là nó khác nhau chút xíu là nó vướng về vấn đề thủ tục giấy tờ. Dạ. Hoặc là một cái đám cưới thôi. Dạ. Thì cái đó cũng chắc sau này chắc bố mẹ cũng hiểu đúng không? Dạ lúc đầu thì bố mẹ cứ kiểu như là cấm không cho em với vợ em quen nhau nữa. Không cho bố, không cho quen nhau nữa. Nên là chung là em phải dùng nhiều mọi cách. Khi mà trước đây xuống đây thì bố vợ em hoặc là mẹ vợ em chỉ cần thích một cái gì đó thôi là ngày hôm sau là em sẽ mua xuống biếu cho bố vợ. Thì lúc chung là bố mẹ cũng thấy từ từ là em cũng không phải như người ta nói. Thì bố mẹ cũng từ từ rồi. Xong bắt đầu em sợ, nói chung là trong cái thời gian đó là khủng hoảng lắm. Vợ chồng em khủng hoảng lắm. Nói chung là gần như là không thể đến được với nhau nữa. Nói chung là nhiều cái cực kỳ khó khăn lắm. Lúc mà em thì chưa bao giờ phải khóc hết á, nhưng mà có lúc trong cái thời gian đó là em cũng khóc. Mà trong khi đó là có vợ em động viên cho em rất nhiều. Nói chung là đến ngày hôm nay tụi em mới đến được với nhau. Cái thời gian em bị khủng hoảng là khoảng bao nhiêu lâu? Nói chung là khoảng tầm gần một tháng vậy. Lâu quá. Nãy giờ thì các tôi nghe tôi tưởng là ông bị dầm nó cũng phải 3-4 tháng thời gian. Phải lâu quá vậy ơi. Lâu lắm, lâu lắm. Ừ. Mình nghe kể tưởng bi kịch dài đằng đẵng. Rồi, nhưng mà anh nghĩ là chắc có lẽ là bên ba mẹ vợ của em á chắc sẽ rất là dễ có thiện cảm với em. Dạ. Vì thứ nhất là em cái mặt của em nhìn nó rất là thiện cảm. Dạ. Không hiểu sao nên nhìn cái mặt em rất là dễ có thiện cảm. Cái thứ hai nữa, anh em nói đó là em rất là lễ phép. Dạ. Biết chuyện, biết trên, biết dưới. Anh nghĩ là cái việc mà em lấy được cái tình cảm từ ba mẹ vợ đó là chuyện đương nhiên thôi. Dạ. Nghe. Đó. Rồi sao bây giờ là anh hỏi nè, ngoài cái việc gọi là em nói là có cái vụ gì mà lấy lòng ông và vợ vui không? Kể nghe. Dạ rồi. Có. Nói chung là ví dụ như ba em á, bố em á thì là thích nhậu mà thích những cái món lẩu á. Là để ý là hôm đó là mình mua về cho ba, cho bố.
thì bố thích lắm, nhưng mà bố kêu sao mình mua mấy cái này làm cái gì, tao không thích đâu. Nhưng mặc dù mình biết trong lòng bố rất là thích, mình thấy ví dụ như trong nhà bố mình còn thiếu cái gì á, thì ví dụ như mình sắm một phần nào đó cho bố, một phần nào đó thôi. Từ từ thì bố cũng đồng cảm được, bố thấy thằng này nó không phải như người ta nói. Thì lúc đó là em chơi cái chiêu đánh nhanh rút gọn luôn, là em kêu bố mẹ em bên này sang là hỏi cưới luôn. Chưa thì em sợ mất lắm. Em sợ mất vợ em lắm. Đúng rồi, em sợ lắm. Trẻ đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi còn bên nhà em thì gặp vợ em thì sao? Lần đầu em dắt vợ em về là mẹ em được cưới đi con. Mẹ em bắt em phải cưới ngay lập tức luôn. Được được. Bé này rất là được. Không tại... cần biết em kêu cưới dạ, đúng rồi. Đó. Tại vì mẹ em là cũng là người Bắc mà. Tại người Bắc mà người Bắc cổ nói chung là vấn đề về con gái con dâu này kia là mẹ em cũng nhìn vô cái mà em thấy thích luôn. Mà mặc dù mẹ vợ em với lại mẹ em bây giờ rất là hợp nhau. Hợp nhau mà lắm. Anh hỏi em nè, em mới có 21 tuổi à. Mà lý do gì em chấp nhận em lấy ảnh vậy? Thấy sớm vậy? Dạ, kiểu như là trong thời gian đó thấy kiểu từ trước giờ mình quen mình không thấy ai kiểu như là chăm lo rồi không ai quan tâm được. Như cái anh này rất là tâm lý, kiểu lúc đó là tâm lý lắm. Cứ chiều nữa, ví dụ như mình thích cái gì hay là chỉ cần mình hé hé một cái gì thôi là đã hiểu được cái ý của mình rồi. Xong rồi cái chung là ở bên chồng em cảm thấy an toàn, thấy an mình tâm và an toàn dạ. mọi phương diện. Cho nên là em mới đồng ý là kết hôn. Đồng ý xong rồi là dạ. có con luôn, chấp nhận có con luôn. Dạ. Vậy là yêu chồng quá đáng luôn á, thật sự mà nói. Chứ lại anh có một cái lợi thế là anh đàn được. Anh hát hay nữa chị. Hát hay lắm. Giận cái là đứng một góc nhà. Nhưng mà anh nói nè, em mời ba mẹ em qua hỏi cưới. Dạ. Đó, nhưng mà bản thân em có thể hiện cái tình cảm, em có bày tỏ cái tình cảm của em bằng cách là em cầu hôn đúng không? Dạ có. Có lãng mạn không? Quen bao nhiêu lâu rồi em? Có lãng dạ, mạn. Em quen chắc khoảng tầm gần 2 tháng em cầu hôn. Lâu quá chị ơi, lâu quá, 60 ngày đó chị. Em khoảng tầm, chị nghĩ cũng phải là 7-8 tháng phải không, cả năm. Tầm 2 tháng 60 ngày đó chị. 60 ngày đó, ừ. Đó. Nó nghe nè, dạ. Anh cầu hôn có lãng mạn không? Dạ, nói chung là cũng xến xúa với người ta. Sao em nói, em kể đó nghe. Bữa đó là em đi làm về kêu là về mặc đồ đẹp đi. Nói bữa nay anh dắt đi ăn nhà hàng, cái xong rồi cũng đưa em vô nhà hàng, xong rồi kêu gọi món, gọi đồ ăn, thức uống đồ ra hết rồi. Xong rồi kêu ăn đi, xong rồi kiểu đang ăn được giữa chừng rồi. Cái chồng em thì mới đặt hoa rồi mua nhẫn rồi sẵn hết rồi. Nhưng mà kiểu như là gửi người ta chưa có đem vô. Xong đến lúc kiểu nhắn tin là kêu là mang vô đi. Thì cái chồng em mới đi ra ngoài lấy. Xong rồi cái em hỏi là anh đi đâu vậy? Kêu là anh đi ra ngoài tí thôi. Cái đi vô thì cầm nguyên một bó bông to vậy nè. Xong rồi có cả nhẫn nữa. Xong rồi đem vô rồi mới quỳ xuống kêu làm vợ anh rồi xong rồi đeo nhẫn cho em rồi. Dạ, có em cũng không? Đồng ý. Dạ không hát, lúc đó không hát. Trời ơi, công nhận á. Không phải tại bữa đó cầm bông rồi sao cầm đờn. Sao cầm đờn được? Bông là bông bự nữa. Vậy là phải chịu thôi, đúng không? Vậy là hai đứa lấy nhau được gần năm à? Dạ hơn 1 năm ạ. Hơn 1 năm rồi. Chưa mà gần được 1 năm đó. Yêu nhau đến lúc cưới mới là hơn 1 năm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Thế là tôi cho chú là 2 tháng chú cầu hôn. Đúng không? Thế xong rồi đến 2 tháng cầu hôn xong rồi mấy cỡ tháng sau. Lâu lắm chị ạ. Lâu lắm, cỡ phải tháng sau em mới cưới. Đó thì nay là gần 5. Rồi giờ hai chồng sống chung vậy đó rồi anh có lòi ra tật xấu gì không? Có. Bạn này có tật xấu chứ nhìn cái mặt này vui quá, dễ thương quá. Tật nhiều xấu gì? Nhiều tật xấu lắm. Mỗi lần mà tật xấu mà bị vợ cầm ràm chắc ông cầm cái đàn, đúng không? Bày hay. Bày hay. Dạ. Chà, bày hay là hơn bừa bộn đó nghe. Dơ đó. Ở dơ đó. Trời ơi. Dơ lắm, ở dơ kinh khủng luôn. Về cái quần áo rồi giày dép rồi quăng lung tung, nói chung là thay chỗ nào là dục chỗ đó, thay chỗ nào là dục chỗ đó. Có lười tắm không? Không tắm đi, ngày nào cũng tắm hết. Dạ. Bày hay có khi ngày tắm 2-3 lần. Rồi ở dơ nè, rồi kiểu cứ đồ đạc rồi lúc nào cũng quăng tứ lung tung hết, không bao giờ ví dụ như em đã xếp chỗ đó nói là cái này á mới bao giờ anh để đây nha, anh biết rồi, cái chưa được 5 phút sau yêu nó văng vào bên đó. Cái rồi chưa được 5 phút sau dạ rồi xong rồi đi kiếm xong rồi cái đi kiếm hỏi ủa vợ ơi cái này anh mới để đây đâu rồi xong cái kiểu đi hỏi đi kiếm lung tung em bực bộ bội chấp nhận dạ. Tật xấu là bừa bộn bày hay dạ. Còn gì nữa nè, nhây rồi xàm. Rất là xàm. Chồng em rất là xàm. Ví dụ như xàm là tinh liền. Ví dụ như câu chuyện xàm nào mà em ấn tượng nhất. Ví dụ như kiểu đang ngồi vậy, đang ngồi không không vậy. Em, hỏi gì anh? Dưới anh và Cao thấy Sơn em chọn ai? Trời ơi. Hay hỏi xàm xàm lắm. Xong kiểu
mỗi khi mình nổi cơ lên cái đi ngoài đường á, cái kêu em nói gì với anh, anh và cái lá này thì em sẽ chọn ai, không thì gì, anh và cái cây cột điện cột đèn này, nói chung là có thể là so sánh mình với bất cứ một cái mình gì bất cứ dạ, một nhưng rồi. Mà em có trả lời không? Dạ có. Em trả lời sao? Thì chọn anh, không trả lời là hỏi hoài, hỏi hoài luôn, dần lân mà nhây mà xàm nhây lắm. Đó ừ. Xàm vừa xàm vừa nhây nữa đúng không, nhây mà nhây tới em, xong rồi nhây qua tới cả mẹ chồng em luôn. Mẹ chồng em đến nỗi bây giờ mà ví chồng em là như một con đĩa đói là à. Là sao, là sao? Không có đeo không? Đeo đĩa đói là nhây quá mà không nhả ra, không chịu nhả. Nhây lắm, giống như đĩa nó cắn vô mà không đúng chịu rồi, ra không biết nữa. Nhây lắm, không chịu nhả. Có nhây với mẹ không? À, có nhây, có luôn. À. Nhây với mẹ chồng thôi, còn mẹ em thì đương nhiên rồi, nhây với mẹ dạ. Mình chứ. Có những cái biểu hiện gì mà nó đáng yêu, nó đáng yêu không? Ví dụ như trẻ thơ không? Mẹ em đang nhà mẹ chồng em thì kiểu bán tạp hóa, bán quán gạo cám đồ á. Mẹ đang nấu cơm ở dưới thì chồng em mới kêu mẹ ơi bán đồ. Cái mẹ chạy ra mẹ giục hết đồ ăn, nó đang nấu nướng cái chạy lên, đâu có ai đâu. Cái xong rồi. Dạ. Xong rồi cái nhiều khi đang không có ai, cái kêu là hết cám rồi chú ơi, hết gạo rồi. Cái mẹ toán loạn rồi, mẹ chạy lên đâu mua gì đâu có ai mua đâu, chị tự nhiên ngồi nói không gì cho mẹ vậy. Xàm vậy mẹ đó, chạy lên chọc mẹ đó. Có hay nựng mẹ rồi, có hay hung mẹ rồi không? Không, chồng em thì nói chung là ít thể hiện với mẹ, nhưng mà thật sự là rất là thương mẹ. Tại vì mẹ nói chung là mẹ chồng em rất là tuyệt vời, rất là dễ thương luôn. Rồi còn gì nữa không nè, còn thật xấu gì nữa không? Dơ nhây đó. Nhây rồi, xàm rồi. Nhây xàm đế rồi đó. Cưa bộn rồi, bày hay rồi luôn. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm. Ngủ gáy nữa. Dạ. Ngủ gáy cái tật gáy của em, tội em. Ngủ ngáy. Tội em. Ngủ ngáy mà em ngủ không được luôn á. Ngủ mà đang ngủ mà bị giật mình tỉnh dậy luôn đó. Trời ơi, đứa nhỏ giờ chắc nó lo lắm. Thả bom. Thả bom mà thuộc dạng là nguyên tử của loại khủng luôn, chứ không phải là loại thường như người ta nữa. Mà thả bom xong rồi kiểu như cứ mỗi lần gần em, xong rồi lấy cái chăn chùm lại, chùm lại cho em ở trong đó, xong rồi nên nhiều khi em đang ngủ, nhiều người ta ngủ say rồi là người ta không biết gì, nhưng em đến thúi quá mà ngủ say mà phải tỉnh dậy luôn là chị biết nó thúi cái cỡ nào rồi. Tại vì cái đồ nó nặng quá ngủ say rồi mà phải dậy và phải chửi một trận đó mà mình ngủ mới được á. Thúi quá chịu không nổi. Dơ là dơ cái đó. Nhớ kỹ là còn tật gì nữa không? Tật gì mà đáng yêu á, đáng yêu với mẹ chồng em già đầu rồi mà vẫn còn như có sờ lỗ mũi, có sờ lỗ tai, có chồng em hay sờ ti mẹ. Sờ ti mẹ luôn. Chắc là hồi nhỏ là chắc là chắc ti nè, mẹ lâu á. Chắc là mẹ cho bú chắc cầu cả năm à. Đi ngang đi về đi chơi đi làm vậy quẹt cái. Sờ ti mẹ bây giờ vẫn còn sờ ti mẹ. Bóp cái chân. Nhưng mà em thấy mẹ phản ứng sao? Mẹ chửi. Sau rồi mẹ cầm kiểu như mẹ cũng dí, mẹ đánh cầm chổi rồi dí mà dí không lại. Chồng em nhanh lắm. Nhưng mà mỗi lần nhiều khoái lắm đúng không? Nhà sướng lắm. Có nghe em đi làm về mà em không nghe mẹ em chửi là em không chịu được. Không chịu được. Tại vì nhà em với nhà mẹ là cách nhau khoảng tầm 100 mét à. Hai mẹ là bắt gỗ á, bắt mặt khổ đó. Mẹ nói sao? Mỗi lần mẹ chửi là dữ lắm em. Dữ lắm, mẹ em chửi là dữ lắm. Đâu chửi sao đâu. Ví dụ như thí dụ một vài câu đi. Ví dụ như em toàn là chửi tục không à? Chửi mẹ em cái. Toàn mẹ em toàn là chửi tục mà. Chửi đi em sao? Cái thằng bố nhà mày tao đập chết mẹ mày bây giờ đấy. Xong rồi cầm chổi dí em nhưng mà không dí được đâu, em cứ để cho chân cho mẹ em quật này, xong em cứ rụt lại có quật được đâu. Năm lúc mà em để chân bên này mà có bà ngoại em ngồi đó mà em quật em né được, đập trúng cái chân bà ngoại nữa. Xong rồi bà ngoại em chửi: "Ôi con này sao mày đánh tao?" Bắt cổ. Rồi vậy là hết luôn rồi phải không? Không dạ. Còn tật gì xấu nữa. Dạ đúng rồi. Không có tật sự ti đáng yêu. Dạ ti đáng yêu đó. Tật xấu đáng yêu. Dạ. Đó. Rồi giờ tới em đó Sơn. Dạ. Cổ nhìn thấy trẻ trung quá, mảnh mai quá, chắc không có tật xấu gì đúng không? Chung là vợ em thì không có tật xấu nào. Vợ em thì là tuyệt vời đó. Nhưng mà có một cái là hay ghen. Ghen lắm. Ghen lắm. Ví dụ được ghen lắm là ghen thế nào? Ví dụ như em đi làm á, hoặc là đi mấy bạn bè mà đi công việc á, mà ví dụ như quá giờ mà khoảng tầm 10 phút thôi là về là vợ em nó khó chịu rồi. Em về là em nhìn cái mặt là mới lại cái thái độ là em nhìn thấy vợ em giận dỗi là em thấy khó chịu lắm. Thì vợ em khó chịu lắm, em chỉ cần đi một tí xíu thôi là khó chịu. Nên bởi vậy từ lúc em cưới vợ em tới bây giờ là chưa có đêm nào mà em đi chơi với bạn bè hết á. Cũng có nhưng mà đi trước về trước 8-9 giờ không à. Mà nếu mà có đi thì cũng phải dắt vợ theo. Em nói chung là em cũng sợ lắm. Lỡ mà cái buổi nào mà không dẫn coi như cổ đi theo thì chắc có lẽ là mặt kỳ lắm luôn. Là mệt luôn đó, mệt luôn đó anh. Cực kỳ mệt luôn đó, giận luôn đó. Một năm mấy về ở với nhau thì là có gây lộn, có cự cãi gì không?
chung là cũng có cãi nhau với cái vấn đề về em đi làm về muộn á, là vợ em nói chung là còn nhỏ mà mình cũng giải thích nhiều rồi, là anh đi làm công việc thì nó còn tùy theo thời gian nữa, mình về có thể về trễ tí xíu, nhưng mà vợ không nghe, vợ đang có bầu thì nói chung là ở nhà cứ hay suy nghĩ sợ em đi đâu á. Chị vợ em chỉ mỗi như vậy thôi chứ không còn cái tật xấu nào. Dạ, không có tật xấu. Thì thực ra cái đó cũng đâu phải là không phải ghen. Đang có bầu á, khó chịu trong người lắm. Nội tiết tố nó thay đổi á. Đó, mà cứ ở nhà hoài như vậy á, rồi thấy chồng đi làm mà 8-9 giờ là trễ đó cưng. Cán bộ công nhân viên nhà nước đi làm là 5-6 giờ phải có mặt nhà rồi. Ông đi tới 8 đến giờ chắc đi tăng 2. Đó, từ 6 giờ đến 8 giờ đến 9 giờ 3 tiếng đồng hồ nữa ông làm gì? Phải suy nghĩ chứ. Bắt buộc phải suy nghĩ thôi. Một tuần một buổi thì may ra còn có thể khả dĩ bỏ qua được, đúng không? Tuần 6 ngày vậy thì bắt buộc phải nghĩ thôi. Nha. Cái đó không phải là bận xấu đâu nha. Rồi bây giờ nè, em mong muốn vợ thay đổi cái gì không? Em thì hiện tại chắc em không mong muốn vợ thay đổi gì đâu. Cứ như vậy đi mình như ơi. Như vậy là tốt lắm rồi. Em thấy vợ em rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi còn em? Em thì mong chồng em là bớt sạm lại. Bớt nhây với lại bớt cái tính nóng lại. Chồng em nóng tính lắm. Chỉ có như vậy thôi. Tại vì bớt nóng thôi. Cái sạm cái nhây nó vui lắm á, vui lắm á. Nhưng mà nhây quá chị. Bớt dội bom nguyên tử đi. Dội bây giờ đứa con em nó hửi hết trơn. Không phải một mình vợ em hửi đâu mà hai mẹ con nó hửi á. Ủa cái mặt này hiền khô vậy mà nóng gì trời. Nóng phải có nguyên nhân chứ. Dạ đúng rồi, cũng phải có nguyên thường nhân. Thường những cái chuyện gì mà em nóng tính? Nói chung là ví dụ như mà vợ em, ví dụ như mà em đi mà, ví dụ như em xin đi chơi á, mà về mà trễ 8 giờ về đi là vợ khó chịu, rồi mình cứ xin lỗi á, không chịu rồi mình cứ kiểu như mình cũng bực lên á. Mình cũng bực lên mà tính mình cũng hay nóng trong tất cả công việc khác nữa, không phải công việc như vậy. Nhưng mà em ít khi em nóng với vợ em lắm. Nóng với vấn đề về công việc ngoài thôi. Vợ mình thì em không có nóng với vợ. Đừng nóng vợ đang có bầu nóng á. Tội nghiệp lắm. Tại nó mệt lắm, có bầu nó mệt lắm luôn. Nhất là cái mùa nóng này nữa em. Đúng rồi. Mùa nóng nực với lại vợ còn nhỏ lắm. 21 tuổi là quá nhỏ để mà làm vợ và làm mẹ. Thành ra là chưa có kinh nghiệm và cũng chưa có chuẩn bị hết mọi thứ để có thể đón là đối diện với một cái gia đình nhỏ, rồi cái công việc làm mẹ ra làm sao, rồi làm vợ như thế nào. Thành ra là em phải hỗ trợ hết sức cho vợ em. Đó nhé. Mỗi ngày thì anh nghĩ là em nên cầm cái đàn. Đàn những bài hát nào thiếu nhi cho con mình nghe. Bên cạnh đó tặng cho vợ mình bài hát, rồi lâu lâu trước khi sờ tim mẹ mình hát cho mẹ nghe bài nữa. Không, để cho vui vẻ cả nhà. Thôi anh chúc cho hai mẹ con em mẹ tròn con vuông. Vợ chồng luôn luôn yêu thương nhau. Hạnh phúc mãi mãi em nha. Bây giờ mình sẽ đến cái phần